Đó là khi bạn làm việc rất tập trung, có kế hoạch và bạn biết mưu sự kín đáo, tránh rút dây động rừng thì đối thủ sẽ trở tay không kịp. Hoặc bạn không phải chịu áp lực của người khác vì chia sẻ quá nhiều khiến cho họ kỳ vọng hoặc phá bỉnh. Dù có ngoại lực gì, nếu người mưu sự hiểu rõ tầm quan trọng của điều họ làm thì cỡ nào cũng giành được kết quả. Đó là khi bạn đã trải qua quá nhiều cú đau, cú lừa, cú sốc. Giờ đây bạn đã có bài học, có sự thức tỉnh. Nếu vậy sẽ có hai cách giải. Thứ nhất, khi điểm cực si đã bào mòn thì sẽ tạo đà cho hưng thịnh tiến lên. Thứ hai, khi bạn trưởng thành hơn với trò đời thì chắc chắn là ván bài đặt cược của bạn sẽ có sự bất ngờ khiến cho người ta nể trọng. Đó là khi bạn có người có tâm, có tầm giúp sức. Chưa tính toán đến việc bạn làm có kết quả ra sao, mà chỉ việc bạn có người tài tương trợ thì mưu sự cho mỗi ván bài đều có thể quyển chuyển như dòng lượng lưu của mạch nước. Đây gọi là điềm phúc, điềm lành, đến thời long mạch hưng khí, được người tài trí vượng trợ tương sinh. Và với sứ mệnh bảo vệ tuyệt đối từ trên không trong một vùng lãnh thổ có tầm vóc tương đương với cả một hành tinh. Đối với loại vũ khí này, hầu như không mục tiêu nào là không thể tiêu diệt, cho dù đó có là loại phi cơ nhanh nhất thế giới, tên lửa hành trình thế hệ mới, và cả vệ tinh nhân tạo. Vâng, chúng tôi đang nói về tiêm kích đánh chặn MiG-31, loại phi cơ mang năng lực không chiến mạnh nhất thế giới, là kiệt tác công nghệ hàng không của một siêu cường đã từng tồn tại. Say wow, wow, go to the
với sứ mệnh bảo vệ tuyệt đối từ trên không cho một vùng lãnh thổ có tầm vóc tương đương với cả một hành tinh. Đối với loại vũ khí này, hầu như không mục tiêu nào là không